tôi mở cửa sổ rồi dọn vệ sinh. Mai asa suru? Bạn làm gì vào mỗi sáng? Sanpo shite shawa o abimasu. Tôi đi dạo rồi tắm vào hoa sen. Ashita nani suru? Ngày mai bạn sẽ làm gì? Gohan o tabete benkyou shimasu. Tôi ăn cơm rồi học bài. Ashita nani suru? Ngày mai bạn sẽ làm gì? Tôi đi uống cà phê rồi gặp bạn bè. 昼休み何する? vào giờ nghỉ trưa bạn sẽ làm gì? Sau giờ nghỉ trưa tôi viết chữ hán. 昼休み何する? vào giờ nghỉ trưa bạn sẽ làm gì? Sau khi ăn cơm tôi nghe nhạc.

Tokyo là 東京は thành phố như thế nào? Tokyo là thành nhuyễn. Tokyo là Thầy giáo của bạn là người như thế nào? Thầy giáo bạn là người như thế nào? Thầy giáo là người có dáng cao. 先生はどんな人? Thầy giáo là người có dáng cao. Thầy giáo là người như thế nào? Thầy giáo là người có đôi mắt đẹp. 佐藤さんはどんな人? Anh Sato là người như thế nào? Là người thông minh và hiền lành. 佐藤さんはどんな人? Anh Sato là người như thế nào? Là người trẻ và khỏe. リョウの部屋はどう? Phòng của ký túc xá thế nào? Phòng mới và đẹp. リオの部屋はどう? Phòng của ký túc xá thế nào? Phòng rộng rãi và tiện lợi. Hà Nội Hanoi là nơi như thế nào? Hà Nội Hanoi là nơi nhộn nhịp và vui vẻ.

先生ででアメリカ人です。ららら人どうやってセンターへ来るバスに乗ってセンターへ,まターへ行きます。トイレンセブッド中間どうやってセンターへ来る歩いてきます。鈴木さんのノートはどれ vở của chị Suzuki là quyển nào vậy? Là quyển vở đã cũ này. Suzuki-san no Vợ của chị Suzuki là quyển nào vậy? Sono Là quyển vở mới đó. An-san wa dono hito? Chị Anh là người nào vậy? là người có đôi mắt to và đẹp anà mà chị anh là người nào vậy là người có tóc dài và dáng cao